Bác lái xe ô tô mà đang phải sử dụng cái điện thoại hoặc là có người để dẫn đường đi vào những cái cung đường, đặc biệt là thành phố đúng không ạ? Còn với cái thời công nghệ như hiện nay thì các bác chỉ cần một người lái thôi, các bác là người chủ và quản lý trực tiếp luôn. Và nó đã có cái trợ lý màn hình thông minh AI màn Android như này. Các bác muốn đi đến đâu thì các bác chỉ cần ra lệnh giọng nói cho nó thôi. Đi đến sân bay Nội Bài bằng Vietmap. Các bác có thấy không ạ? Ngay lập tức thì chiếc màn thông minh này nó sẽ mở ngay cái ứng dụng Việt Map và tạo cái lộ trình đến sân bay Nội Bài. Các bác có thấy không? Chỗ là khu vực này là huyện Sóc Sơn này. Đó, và mình sẽ đi theo cái lộ trình như thế nào. Đây. Đi này, có đây ở đây không có đường đi ra này, nó sẽ đi vòng như này đúng không ạ? Thì ở đây nó sẽ có cái tốc độ giới hạn cho các bác này. Các bác yên tâm không bao giờ lo phạt nguội. Đặc biệt là đây, 200 mét nữa là rẽ phải này, rẽ trái này ở đâu. Và cái điểm đây 200 mét nữa sẽ có biển giới hạn tốc độ là 60 km/h. Các bác có thấy cái thông minh không ạ? Và nó tính toán lộ trình cho mình luôn. Ở đây mình sẽ đi 55 km này, mất 1 tiếng này, và giờ dự kiến đến là 16 giờ 40 phút này. Các bác có thấy quá thông minh đúng không ạ? Thì với một cái màn thông minh như thế này, các bác ngoài ra, ngoài cái vấn đề mà các bác sử dụng bản đồ nha, các bác muốn nghe nhạc không nhàm chán, đây đi một mình rất buồn ngủ, các bác chỉ bấm lên cho em thôi, mở video nhạc trẻ remix hot TikTok. Chưa hết nha các bác nha, bác nào mà đam mê âm thanh thì nó có cả phần DSP để các bác điều chỉnh luôn, cho các bác điều chỉnh DSP này, các bác muốn vị trí loa như nào mình điều chỉnh âm thanh nào theo đúng cái phong cách mà nghe nhạc của mình. Với một cái màn đầy đủ tích hợp như thế này mà giá thì chưa tới 10 triệu các bác nhé, các bác có thể qua Gala để trải nghiệm thực tế các bác nhé.